đó. Quý vị ơi, nó quá trời mưa luôn. Ui. Nó ẻ đó. Người ta đang ăn cơm mà nè. Gà lưu đạt. Rồi mưa rồi quý vị ơi. Cẩn thận xe nha. Bữa nay mấy tôi lên giỏi quá ta. Cột đầu Naka nữa chứ. Còn kia là vợ kế của Trọng Súng. Hôm nay là được sự ủng hộ của anh Tony đúng không? Tony trao cho bên trường hả? Trường có mẫu giáo cấu trúc á, nằm đi. Trường có mập hả? Trường có mập hả? Ngập mà học đó. Tú Ly cột cái nắp kỹ nha. Hôm nay mới có 10 giờ sáng mà trời mưa tầm tã luôn. Hôm nay có bán bánh bao không? Có nè, bánh bao mà bán 7 ngàn hả? Ngày tăng là 10 ngàn. 10 ngàn hả? Ờ, tùy tiền bạc tiền này kêu qua tính là không có hợp. Chứ người ta mà bán 10 ngàn mà bán 7 ngàn biểu. Đồ dụng cụ nó mắc quá. Là bán một loại thôi, bán gì một loại thôi, bán gì tùm lum loại, là nhỏ là lớn chi vậy. Kè, đá. Đây là khỏi đây, đây, đây. Con khỏi lại thôi. Con mở nắp ra là cho che bỏ ấy luôn. Người làm sao cho nhanh. Rút ná rồi, chờ đóng gói vậy. Còn tiếp. Mọi người làm ở sau thôi. Trời ơi, mở ra cho cha làm đi. Mạnh ai đến làm cái chừng này là sao. Không lửng quá, đòi quá. Đừng có đầy quá, sao mà đã không nát được. Được đó, thêm miếng nữa. Mưa nắng thất thường quá. Mất không gà hết, gần mà hết cái mùa xuân thu rồi, không nhớ. Cũng con gà nhiêu ly quên luôn. Cam bữa giờ 200kg chưa xài hết luôn hả? Bữa nay cái thúng luôn đó, còn hết chưa hết luôn đó. Chứ sao em lựa là mấy cái nó còn cây còn lá để nó lâu lắm, để 3-4 bữa 5 bữa bình thường à. Còn mà sao thấy ly đây quá trời nước vậy trời ơi, ở đây chưa tết rồi đó, gấp rưỡi lần rồi à, rớt luôn rồi. Cái gì em đóng ra bạn em rớt luôn rồi. Thôi lắm đây, mày quan tâm cái chuyện mình đi, cái chuyện của ta. Mình ở núi này đi, đừng trong núi nọ. Một thằng trong núi nọ rồi, cái mày nữa. Mình ăn tao trong núi nọ. Giống mày đó mà, núi này trong núi nọ, mày nói ai? Bánh bao đó là nhân gì vậy? Nhân thịt chứ gì vậy? Chứ trứng muối. Là nay bánh bao tăng lên 10 ngàn bánh hả? Từ 7 ngàn tăng lên 10 ngàn. Bữa thì ngọt quá, bữa thì chua quá. Có ai bỏ đường vậy? Mẹ bỏ đường kiểu này mai mốt mẹ đừng bỏ đường nha. Người ta có phân rồi chưa người ta lái. Trời ơi. Nói cho nó là bức xúc. Bỏ 1.5 muỗng đường là ướt chân sẵn đây.
cha mà lỗ một ly đó. Anh đừng để gần đóng hộp luôn rồi rồi luôn. Sang cái tay lẹ cái chân. Cái tay thì giống trò chơi nít quá em. Trời ơi sao con đổ đá mà con nước con chắc ra mà nước không vậy? Trời ơi má ơi. Nước nhiều hơn đá. Mở cái nước. Xa nước ra đó, đó trời. Trời xúc xúc nó như vậy. Đây nè mày thấy không nó màu. Ôi là trời được chứ. Để lên mày uống luôn đi. Nó ngán luôn rồi. Nó ngán, màu xuống hết rồi đó. Rồi bỏ lên nè. Không biết nghiêng ha, tôi lên mày nghiêng cái mũi này nè. Nghiêng gì cho nó đảo xuống. Vung dưới chạy. Giờ kế qua phụ chứ làm gì vậy? Đứng đứng rồi dần dần nhảy giò vậy. Không. Nước nó đổ vô luôn. Đây, khỏi đậy nắp đâu giờ này, đậy nắp gì nữa. Sao con không xây cái đai qua cho nó dễ nè. Còn bái. Đó. I chừng em kìa, kìa em đi ra lỗ kìa. Con em sụp cái hố. Cái hố đó kìa. Nãy giờ em đó em lọt cái hố đó. Mày khỏi tiếp không? Mày ảnh nó lên mình thôi. Đừng có cho em lại gần cái hố đó, sụp nó lọt với nãy giờ đó. Kêu đá đi, kêu đá đi. Đây là hồi chạy thêm. Mình đi ấy cho nó liền, đi giao liền luôn á. Cho nó nhiêu kêu mà mình còn đi. Nó đếm gì đến dịch vậy đó. Hai vợ chồng trồng súng đang tất bật để đóng những cái lấy cam để cho mấy thầy cô cũng như học sinh trường của huyện Hóc Mập được sự ủng hộ của anh Tony. Né né cái hố ra nó kể giò đó. Con trời kiếp tới kìa cho con trời ly. Ê chơi mày ngắt cái mặt cho mày. Mày chơi nó giữ nữa nó chơi ngắt mặt. Tại sao cho không có. Thôi thở đi. Thôi đưa cho mẹ nó giữ đi. Lại em hút đá rồi tôi lên đây.
miết vậy đó. Thấy đi, chừng nào nó ấy là mình lên từ từ. Đây là đủ 50 viên thôi. Múc đừng có cho nước nó vô. Cắt nước ra. Cái nước thả thả nước ra. Có nhiều dập trước đi, tí dập tiếp. Rồi là chị Tê Tê có phát không? Trời ơi, nó khóc. Vô mặt rồi đó anh. Vô lên này nè. Thôi, thôi, thôi. Có té này. Và bây giờ Trọng sẽ đi phát trước một ít. Trời ơi, nó khóc. Mẹ ẩm nó đi, tốt lên đi ra ấy à. Trong khi nó khóc quá trời khóc luôn. Kia trước đi. Rồi. Cho con trời ăn ly kìa. Cái ly nãy đó. Rồi ăn năm cái đi. Con trời đã lấy cam uống nè. 7, 8, 9, 10. Lấy ly cam ra uống đi. Lại tổng cộng như là phần này 30 rồi đó. Tại lý sao hôm qua là cô có đem 5 ly về bản đây. Cái chỗ Bình Thủy á, đưa con trời uống nha. Rồi. Ly đó nó uống đi. Chậm cho uống đó. Ơi, 20 ly nữa. Này là 20 ly nữa nha, tiếp cho đủ 20 ly. Đây là 30 đó, cũng như là 30 rồi. Mới nói là trừ 5 ly ngày hôm qua nè. Khó cô lấy gì bỏ 5. Này cộng là 25. Cứ đi phát đi. Cái này bằng này 25 ly. Thôi chứ kỹ vậy. Đi, 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 có cho nó đủ ly chứ luôn. Rồi tổng cộng là 45 ly. Rồi đi phát hay sao? Đây 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 không? Rồi tắt máy đi. Cầm miếng này đi. Nó rẻ đổ đổ. Rồi còn kỹ cái này dễ đổ lắm. Quỷ mẹ. Đây không được chỉ tộc à. Ông thầm nó trang trời. Đang súng đem cam qua trường. Một số ly bị đổ rồi. Không
Còn sớm vậy ta? Đúng rồi, trưa rồi. Mới 11. Ủa, 12 giờ hả? Còn không để đó anh tí mình lại lấy. Đây. Còn thức mấy đứa còn thức là gà. Còn cái sọt nào? Còn nó ngáy đi.